Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Katara Fishing. Thì trong clip này em sẽ lên gắn ngọn đầu thì cái mẫu máy Gold Dragon của Codeline này, hay còn gọi là máy rồng vàng ấy. Thì hôm nay bên em về hàng lại cho các bác nhé. Đó. Các bác nào mà bữa trước hỏi em báo hết hàng thì hôm nay cứ nhắn tin Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em nhé. Máy về hàng rồi. Đây là máy size 6 vàng. Thùng đây. Xem nào các bác xem. Nguyên thùng ở trong kia nữa, các size nha các bác. Đó. Thì thông tin về con máy này thì em đã lên một clip chi tiết rồi. Các bác có thể tìm trong kênh của em để xem rõ từng size cũng như là thông số kỹ thuật. Đây em sẽ quay qua một chút để các bác xem. Thì hộp đây, đây là của con 6000 này. 8 có 1 mặt đạn. Rồi. Thông số vào dây đây. Đó. Thì những cái thông tin chi tiết này em vẫn sẽ để dưới phần mô tả thêm cho các bác. Các bác sẽ hiểu rõ cũng như phải ra bán luôn các bác nhé. Đã đi được trước không? Được chọn xem con máy nha. Đó. Chọn một cái bao vải này. Các bác bảo quản máy tốt hơn. Đây. 6000 các bác nhé. Con này là tay vặn gen nhé, không phải tay cốt xuyên tơ. Tay thì thay đổi trái phải dễ dàng. Để này là đang là tay trái đâu. Thì các bác muốn thay sang trái thì chỉ vặn ra và cắt sang bên này thôi. Tiếng chuông kêu to. Không khác gì nhé, vẫn là vẫn chưa thay đổi. Và tới đây nếu có like mà có thay đổi gì về vậy trên cái mẫu rồng vàng này thì em sẽ cập nhật thêm các bác. Còn hiện tại thì về hình thức này, về ngoài này cũng như về thông số thì nó sẽ như con trước, như cái lần hàng trước nhé. Con này thì ra cuối năm 2020, cũng hết hàng khá lâu rồi, rất nhiều anh em hỏi báo hết hàng thì tải đến hôm nay số em về thêm. Mẫu máy mà giá thành phải chăng dưới 500 ngàn, chơi đa dạng, tay cây kim loại là lún tròn, đánh hồ dịch vụ, hồ ba, đánh cá cha, cá thịt hay là câu sông đều ok nha các bác, ổn hết. Anh em đi chơi tầm giá phải chăng này với mẫu máy này là tốt rồi. Tầm giá này dòng vàng của Codeline rồi. Ok, thì các bác nào muốn mua hàng hoặc muốn biết thêm thông tin về sản phẩm thì cứ liên hệ theo số điện thoại của em, thì địa chỉ cửa hàng của em sẽ để phần chạy bên dưới video rồi nhé. Các bác cứ liên hệ em mua hàng. Rồi, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.